hai liên tiếp ông Ngô Duy Lân điều hành các trận đấu có sự góp mặt của Diệp Nam và Nam Định, và hiệp 1 của cuộc so tài này đã bắt đầu. Một tình huống sút thẳng nhưng không có gì nguy hiểm với Đinh Xuân Việt. Và lúc này thì Công Phượng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Thành phố Hồ Chí Minh với 4 pha lập công. Lực sút vừa rồi là không đủ mạnh. Công Phượng, Hoàng Thích, vẫn là Công Phượng, một tình huống lộn xộn. Bóng được trả ra cho Phi Sơn, Arien, Seo Đúc. Có thể thấy các cầu thủ hậu vệ của đội bóng Thành Nam theo người rất sát và không cho Thành phố Hồ Chí Minh có một cơ hội để xử lý bóng trong không gian hẹp, khiến ban huấn luyện của Nam Định lựa chọn một đội hình khá thận trọng khi chỉ bố trí một mình Rafa Sơn trên hàng công. Đó là tình huống mà Arien, cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số, đã rơi vào thế việt vị. Một tình huống mà nếu tỉnh ra thì Arien Rodriguez hoàn toàn có thể để cho Seo-yong Đúc. Công Phượng cầm bóng và đột phá, nhưng Công Phượng ngay sau đó đã bị vấp và ngã. Công Phượng cầm bóng và đột phá, nhưng Công Phượng ngay sau đó đã bị vấp và ngã. Mạnh Cường, không qua được sự áp sát của Phi Sơn, và đây là phản công cho Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng, vẫn là Công Phượng, 2-0, một pha độc diễn của số 21 Nguyễn Công Phượng, và bàn thắng thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này, và đó là dấu ấn thứ 5 của Công Phượng trong mùa giải. Một tình huống mang đậm phong cách kỹ thuật của Công Phượng. Và phút thứ 22, Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Chúng ta cùng xem lại tình huống đồng diễn của tiền đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Qua được Thiago Melo và pha xử lý bất ngờ bằng chân trái đã đánh gục Đinh Xuân Việt. Một pha xử lý rất kỹ thuật và đúng với sở trường của tiền đạo này. Nhiều người tiếc rằng trong trận bán kết quốc gia gặp câu lạc bộ Hà Nội, nếu như Công Phượng không bị treo giò và không vắng mặt thì rất có thể đó sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi hơn. Nhưng đây là câu trả lời của Công Phượng, tại sao Công Phượng lại quan trọng như vậy với Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có được bàn thắng, nhưng kể từ đầu trận đấu thì Arien hay là Phi Sơn, Công Phượng vẫn chưa để lại dấu ấn trong những tình huống phối hợp tam giác. Thời gian là yếu tố mà Arien cũng như Jose Altid cần có để thích nghi với lối chơi chung với các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực của Công Phượng giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có một quả phạt góc. Sau khi Phùng Văn Nhiên trở lại thi đấu thì thủ môn Đinh Xuân Việt không còn là cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội bóng Thành Nam. Đinh Xuân Việt sinh năm 1983, còn Phùng Văn Nhiên sinh năm 1982. Khi hạn chế bớt sự nguy hiểm của Công Phượng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của một cầu thủ như Phùng Văn Nhiên, vừa rồi là tình huống va chạm giữa Công Phượng và Mai Xuân Quyết, một tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam và một thành viên của U22 Việt Nam, thì đội khách đã thực hiện sự thay đổi ở hai vị trí, một là người gác đền và hai là vị trí hàng tiền đạo. Seo Yong Đúc thêm một lần nữa bị
các cầu thủ Nam Định phạm lỗi. Có 3 trận đấu vẫn đang diễn ra và có tỷ số là không đều. Cánh phải của Công Phượng không phải là một đường chuyền dành cho Công Phượng. Bây giờ thì Công Phượng mới có bóng. Làm gì? Một tình huống phối hợp 1-2. Công Phượng 3-0. Một pha dứt điểm ở góc hẹp đã giúp cho Công Phượng lập cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui liên tiếp đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, với các cổ động viên trên khán đài sân vận động Thống Nhất. Công Phượng lần lượt có bàn thắng thứ 5 và thứ 6 của mình ở mùa giải năm nay. Thả tim, bắn tim. Một hành động ăn mừng rất ngộ nghĩnh của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Một chiến thắng dễ dàng dành cho các học trò của huấn luyện viên Trung Bình Sông ngay trong 45 phút đầu tiên. Một pha xử lý bất ngờ, trong khi hệ thống phòng ngự và cả thủ môn liêm đều của Dượt Nam Định đang chờ đợi một đường căng ngang, thì số 21 của Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn giải pháp dứt điểm ngay ở góc hẹp. Rất khó để cho Nam Định có thể tạo ra được một bất ngờ trong một thế trận như thế này, ít nhất là những gì đã diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đôi giày màu hồng của Công Phượng đã mang lại may mắn cho cầu thủ này. Theo những thông tin mà chúng tôi cập nhật từ các phóng viên của Bóng Đá TV và Thể thao TV đang tác nghiệp trực tiếp tại sân vận động Thống Nhất, thì sự có mặt của Lâm Tinh Phong trong những phút đầu tiên khi mà khởi động ngoài được biết là để hướng tới vị trí của Công Phượng. Trước đó thì Công Phượng đã gặp phải một chấn thương với cổ chân. Mặc dù gặp phải một chấn thương nhẹ nhưng Công Phượng vẫn tiếp tục thi đấu trong hiệp thi đấu thứ hai. Những bàn thắng của Công Phượng và Rafelson được ghi trong những phút bù giờ. Nếu như bàn thắng của số 21 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh được ghi ở phút thứ bù giờ đầu tiên, thì ngay tình huống giao bóng thì Rafelson đã thắp lên hy vọng cho câu lạc bộ Dược Nam Nam Định. Người sẽ thực hiện quả đá phạt là Đoàn Thanh Trường. Một chiếc thẻ vàng dành cho Công Phượng khi mà cự ly và vị trí đứng của Công Phượng là không đủ đảm bảo. Đỗ Bên Lô. Những tình huống bóng bổng sẽ là lựa chọn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Như vậy cho đến thời điểm hiện tại, mỗi đội đã có 2 cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Không có tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang diễn ra. Đội Bên Lô, bên trong có Rafelson. Nhưng đường chuyền vào trong của Đội Bên Lô. Màn chào sân của Lâm Tinh Phong và đúng là tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vào sân để thay thế cho Công Phượng. Không thể cố gắng được nữa, nhưng trước khi rời sân thì Công Phượng cũng đã để lại dấu ấn của mình với một cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất hay của Công Phượng.